Theo phương án được Thủ tướng đồng ý, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2019 nghỉ 5 ngày. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội. Cụ thể, vào dịp Tết Dương lịch năm 2019, người lao động được nghỉ từ ngày 31 tháng 12 năm 2018, tức là thứ Hai, đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2019, tức là vào ngày thứ Ba, và đi làm bù vào ngày thứ Bảy, là ngày 5 tháng 1 năm 2019. Tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp này người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Lịch nghỉ Tết âm lịch từ thứ Hai là ngày 4 tháng 2 năm 2019, vào 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến thứ Sáu ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức vào ngày 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết âm lịch có tổng cộng 9 ngày nghỉ. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng quyết định vào dịp nghỉ lễ ngày 9 tháng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, người lao động được nghỉ từ thứ Hai là ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2019 và đi làm bù vào ngày thứ Bảy là ngày 4 tháng 5 năm 2019. Tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 có 5 ngày nghỉ. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đơn vị lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các cán bộ làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân. Với cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, Thủ tướng yêu cầu cần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của các đơn vị bố trí lịch nghỉ sao cho hợp lý. Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo việc thực hiện nghỉ lễ Tết trên.